lên chút nữa mới tới mẹ. U mẹ đang quay đường nè. Cái khu vực cung đường, đôi. Từ trong Bầu Trắng đi ra, mình đang di chuyển về cung đường đôi nha các bạn. Hai con đường hai bên, một bên là biển. Biển bên này, wow. Biển một bên và liêm một bên. Biển đây. Liêm đây. Cái gì nói cái gì sai không? Đây, sắp tới nè, cái trên chỗ này. Wow. Cái trăng nghe không? Wow. Xe ta chết in nhóc cái trăng. Xe cam. Không biết xe cam là xe gì. Phan Rí. Cát trắng à. Cát trắng đó. Bầu Trắng ở đây nó quấn ghi Bầu Trắng. Bán dừa mà xe toàn tiếng Trung Quốc không? À tiếng Hàn nữa. Rồi. Dạ. Điên. Điên. Chạy vô điên. Bị lóng cát à. Ừ. Xe ô tô mà nó làm như đó là xe địa hình nữa. Ừ, đồ ngu. Ba lùi lại coi coi chỗ đó sẽ coi chỗ. Thôi mình quay lại. Thì cái đó phải kêu cứu hộ lên được không? Cứu hộ cái gì nữa? Mà không phải có xe khác kéo. Mà khi kéo sao phải có dây thừng nữa đúng không? Ghé đây đi. Dạ, người ta đang chụp ảnh. Kem dừa nữa kìa. Kem dừa 35. Nào, không có nên. Nói chung là cái ở này đây nằm giỏng đi nè. Dừng ở cà phê giỏng ở đây mới là cà phê giỏng chứ. Đây mới là cà phê giỏng chứ cái quán là gì. Không nhất thiết phải mà lên cũng được. Chỗ này chắc không sao đâu. Cái quán hôm qua là cái khác. Thôi thôi ba đừng có cười người ta, ba cười người ta đi rồi tới ba đó. Ba cười người ta đi rồi tới người ta cười ba đó. Thôi đừng. View kem dừa, view biển, quán võng à. Mũi Né là cái khu cái đường đường kiểu gì đó không? Để đó bãi nhiêu? Để đó là xanh. Bãi gì? Bãi gì? Bãi biển xanh. Khu này mình đang là tên là gì anh? Dạ, đồi cát bay chị. À đồi cát bay. À, đang ở quán võng đồi cát bay. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đến nơi này gọi là đồi cát trắng. Nó thuộc cái khu vực cung đường đôi đẹp nhất Việt Nam nha các bạn. Một bên là núi, một bên là biển. Đồi cát. Wow. Cát trắng. Biển xanh. Mình không quay lên nữa hả? Nữa nói chung là nó sát biển hơn á. Chạy lên trên kia nữa. Chạy lên nữa hả? Ừ. Chạy hết con đường. Chạy đi nữa phải không? Ừ. Quá trời. Ở đây có chỗ ngoài đâu. Chỗ qua được. Chỗ quán lúc nãy đó. Mình đi lại tới chỗ quán à. Có sỏi, có lối sỏi. Trước mỗi quán là có lối sỏi ra. Đấy mình mới ngồi ăn kem dừa ở quán này nè các bạn. Đó. Bây giờ mình đi tiếp nha. Ô biển nè. Trên
đây người ta về miền Tây mình, người ta đi sông nước, người ta đi chợ nổi, mình lên đây mình đi đồi cát. Xuống cái dốc rồi các bạn. Giống đua xe địa hình quá vậy. Đường mát quá ha. Bên đây đâu thấy cát đâu, hai bên rừng hết. Chạy khúc nữa cho nó thấy. Này gọi là cung đường đôi các bạn. Của Hòa Thắng, Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đường đôi, một bên rừng, một bên biển. Này chạy một hồi thì biển nó sát sát hơn tí. Đó, biển á. Cũng đường đôi là cái điểm nó đẹp vậy thôi, chứ đâu có là du lịch bán vé đâu. Mình ngắm cảnh ngoài đường thôi à, ha. Trấn Phan Rí Cửa rồi nha các bạn. Từ chỗ đồi Cát Trắng mình ngắm cung đường đôi, rồi nó gần cái chỗ Phan Rí Cửa quá, mình đi tham quan luôn các bạn. Đang đi theo cái anh nè, anh dẫn đường nè. Mình hỏi đường, anh dẫn đường đi ra Phan Rí Cửa luôn, ra cửa biển. Nghe nói là đó có bãi biển tắm, có hồ bơi luôn. Mình sẽ đi ra đó tham quan luôn nha các bạn. Để theo anh rẽ trái.
đi bắt con gì mà người ta cứ có cái cây đó hả? Gần tới rồi đó. Trên đây là ba chiếc xe. Người ta đi đánh bắt con gì ở dưới biển không biết. Chắc kéo lưới quá hả? Rồi ảnh dễ vô đó, ảnh chỉ là đi thẳng ra đó tắm. Thị trấn mà con. Trời ơi, thị trấn mà có cúp mắt mà VIP lắm à. Chị Minh hai mẹ con kia về trước. Cô Thành với cái đường đi vô cũng đẹp quá ha. Con không có đi rước cô Thanh thì vài bữa đó tới biển đây nè, biển Phan Rí nha các bạn, Phan Rí cửa, biển sóng lớn quá, sóng trắng tươi luôn nè. Cái chỗ nữa khu này có dân cư nha các bạn. Vô thì trắng luôn. Biển sóng quá lớn rồi. Wow, biển. Biển này động lắm. Nước nó đục cả. Biển ghê biển ha. Biển này người ta đánh bắt cá quá trời nè, biển lớn nè. Sóng lớn nè. Khu này là khu chợ. Là chợ mới. Ồ, có siêu thị có bán nữa. Chùa Cổ Thạch. Là chợ Chí Công. Chạy vô đây chút mà bọc ra. Xã Chí Công, huyện Tuy Phong. Chùa Cổ Thạch. Ôi, đi chùa làm gì? Ra đi anh. Mình qua cửa Phan Rí cửa tham quan rồi bây giờ mình về nha. Kiếm quán giá tệ để ăn hải sản theo lời của các anh bán quán kem ở chỗ đồi Cát Trắng á. Anh nói là quán đó hải sản tươi sống có vựa luôn. Nó nằm trên cái con đường đi về khu du lịch Bảo Trắng á. Mình sẽ đến đó mình ăn. Chiều nay thì mình sẽ tham quan ở hai cái điểm gần đó. Là Suối Tiên và Làng Chài. Mình tới cái địa điểm cần tới nha các bạn. Nghe cái tên nó là bất đi ha. Gái tệ, gái mà tệ nó thì còn xài gì được nữa. Mà cái anh bán kem dừa trên địa phương anh nói ở đây sẵn tươi sống. Xe nhóc luôn nè các bạn. Giờ mình sẽ ăn trưa ở quán này nha. Quán ăn hải sản tươi sống.